Đó, bạn Kháng đưa ra phía trường nè, Kháng là đi thăm Rama nè. Đó, Bếp Đê nè, Hilton Test Suit nè. Đó, rồi, tôi xuống Jen Đề Lu đi Bếp Đê Môn. Rồi chưa đó gen này con, còn baby boy thì ngày mai mới đi nó đi săn ma teo rồi. Ok, xong rồi đứng làm boy nha, rồi để lên Facebook chứ phải có picture chứ. Ok ha, thôi xin goodbye nha, để chiều spay nha. And hẹn gặp lại Hilton Test Suit chiều nay nha. Goodbye.